Địch đại nhật ba phạm băng băng và dàn nữ phụ trong phim cổ trang Bít lần át nữ chính với nhan sắc tuyệt đỉnh. Trong các bộ phim hoa ngữ, đa phần người xem sẽ luôn dành sự quan tâm và tình cảm cho nhân vật chính. Tuy nhiên cũng có nhiều nữ diễn viên phụ gây bão nhan sắc và mê hoặc khán giả bởi vẻ đẹp mỹ miều của họ không kém cạnh nữ chính. Các nữ phụ cổ trang không chỉ nhận được sự yêu thích từ phía khán giả, thậm chí đôi khi còn át cả nữ chính trong phim. Hãy cùng chúng tôi điểm lại danh sách những nữ phụ của dòng phim cổ trang từng là mưa làm gió trên màn ảnh nhé. Địch nệ Nhật Ba Với vẻ lai tây, Nhật Ba từng bị nhiều người cho rằng không phù hợp với tạo hình cổ trang. Tuy nhiên cô đã từng bước cố gắng để đánh tan nhận xét đó, bằng chứng là khi cô hóa thân nhân vật Phượng Cửu trong bộ phim Tam sinh Tam Thế thập lý đào hoa. Mỹ nhân Tân Cương Nhật Ba không khiến người hâm mộ thất vọng bởi tạo hình trong bộ phim này. Và vai nữ phụ nàng Bạch Phượng Cửu Ngay từ khi công bố nữ diễn viên Nhật Ba sẽ vào vai Phượng Cửu, nhiều người hâm mộ đã dành nhiều lời khen bởi khí chất, nhan sắc của cô phù hợp với nguyên tắc với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn chứa vẻ ngỗ nghịch đáng yêu từng biểu cảm của nhật ba đều phù hợp với nhân vật vượng cửu sau đam sinh tam thể thập lý đào hoa gây được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ công ty sản xuất phim gia hành đã quyết định thực hiện tiếp bộ phim tam sinh tam thế trầm thượng thư và nữ chính do nhật ba đảm nhận Địch nệ Nhật Ba sinh năm 1992, được mệnh danh là mỹ nhân Tân Cương. Cô sở hữu gương mặt với những đường nét thanh thoát, đặc biệt trên mũi cao tự nhiên. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Nhật Ba cũng sở hữu thân hình đóng bỏng, không thua kém bất cứ mỹ nhân nào. Phạm Băng Băng Nhắc tới ngôi sao đi nên từ vai diện A Hoàn, người ta luôn nghĩ tới Phạm Băng Băng. Năm 17 tuổi, Phạm Băng Băng tiến vào giới giải trí với vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Về mặt nhan sắc, Kim Tỏa cũng chẳng hề thua chị kém em so với các mỹ nhân khác trong Hoàn Châu Cách Cách. Phạm Băng Băng gây ấn tượng với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn, nhan sắc bằng thanh ngọc kiết. Có lẽ chính vì vậy Phạm Băng Băng được gọi Hoàn Châu Tam Mỹ cùng với Triệu Vi và Lâm Tâm Như. Mức độ phủ sóng rộng khắp của bộ phim đã góp phần nào cho sự nghiệp của Phạm Băng Băng. Nhưng khó ai có thể ngờ, nàng hồng ngày nào nay đã trở thành nữ hoàng giải trí tình đàm của Cbiz. Tần Lam Khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói thanh nhã, khí chất sang trọng, mỹ nhân 8 x này thành công khi xây dựng hình ảnh mẫu nghi thiên hạ với vẻ đẹp thành thiện giọng nói nhỏ nhẹ tính cách thiện lương dịu dàng nhưng cũng chẳng kém phần uy nghi tần nam đã trở thành hoàng hậu quốc dân trong lòng khán giả tần nam thực sự đã chinh phục được những người xem khó tính nhất với những gì đã thể hiện nữ diễn viên nọt tốt chỉ số truyền thông trong thời gian phim lên sóng cũng là điều dễ hiểu cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của pvlog cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại